con là Trần Dương Phương Tuyền, giáo viên dạy lớp 4 của trường tiểu học Gò Đen. Ở bài học trước, các em đã tìm hiểu về chủ đề dãy Hoàng Hương Sơn. Trước khi bắt đầu bài học mới, cô và các em sẽ cùng ôn lại kiến thức về dãy Hoàng Hương Sơn đã học nhé. Hoàng Hương Sơn là một dãy núi ở phía bắc nước ta. Đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta, có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu. Khí hậu ở những nơi cao của Hoàng Liên Sơn lạnh quanh năm. Một số dân tộc sống ở Hoàng Liên Sơn như Thái, Dao, Mông và một số dân tộc ít người khác. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn gồm có nghề nông, nghề thủ công truyền thống, nghề khai thác khoáng sản, nghề khai thác lâm sản. Trong đó, nghề nông là nghề chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn. Chúng ta vừa ôn lại kiến thức về dãy Hoàng Liên Sơn, những bài học về địa lý luôn đem lại những khám phá thú vị cho các em. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học mới hôm nay nhé. Cô có câu đố dành cho các em như sau. Tỉnh gì đất tổ Hùng Vương, bốn mùa bóng cỏ rợp đường tuổi thơ. Các em hãy suy nghĩ xem từ những gợi ý của câu đố, tìm ra xem đó là tỉnh nào nhé. Cô có đáp án đó là tỉnh Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ cùng với các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang nằm ở vùng Trung Du của nước ta. Vậy vùng Trung Du có đặc điểm gì? Người dân có những hoạt động sản xuất nào? Bài học hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu qua bài Trung Du Bắc Bộ. Nội dung bài học của chúng ta gồm có 3 phần. Đặc điểm vùng Trung Du Bắc Bộ, tìm hiểu hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Trung Du Bắc Bộ, tìm hiểu việc trồng rừng và cây công nghiệp ở Trung Du Bắc Bộ. Phần đầu tiên, tìm hiểu về đặc điểm vùng Trung Du Bắc Bộ. Cô mời các em xem lược đồ các tỉnh vùng núi và Trung Du, rồi giúp cô tìm vị trí các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang nhé. Quan sát trên lược đồ, các em dễ dàng nhận ra các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, phải không nào? Các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang chúng ta vừa tìm được là các tỉnh có vùng Trung Du. Trung Du là vùng đất nằm giữa vùng núi và vùng đồng bằng, mang những dấu hiệu vừa của đồng bằng, vừa của miền núi. Để tìm hiểu rõ hơn về vùng Trung Du, mời các em quan sát những hình ảnh sau. Em có nhận xét gì về đỉnh, sườn đồi và cách sắp xếp các đồi của vùng Trung Du? Các đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp, bát còn gọi là chén đó các em. Vậy Trung Du Bắc Bộ là một vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp, nằm giữa miền núi và đồng bằng. Vùng Trung Du Bắc Bộ mang những dấu hiệu về đất đai, khí hậu của hai nơi. Vậy Trung Du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng những loại cây gì? Các em hãy cùng cô tìm hiểu nhé! Trung Du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng cây ăn quả như cam, chanh, dứa, vải và cây công nghiệp, nhất là chè, còn gọi là trà. Rừng cọ, đồi chè từ lâu đã trở thành biểu tượng của vùng Trung Du Bắc Bộ. Trong những năm gần đây, xuất hiện nhiều trang trại chuyên trồng cây ăn quả đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong ảnh là một trang trại trồng vải ở tỉnh Bắc Giang.
Chúng ta vừa tìm hiểu các loại cây trồng ở Trung du Bắc Bộ, đó là cây ăn quả như cam, chanh, dứa, vải, cây công nghiệp như chè, còn gọi là trà. Ở Trung du Bắc Bộ, cây chè được trồng để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thái Nguyên là nơi nổi tiếng có chè thơm ngon. Để có được sản phẩm chè, người dân phải thực hiện nhiều công đoạn. Các em hãy cùng cô tìm hiểu quy trình chế biến chè. Cây chè được trồng ở nhiều nơi, mỗi loại chè lại có cách chế biến riêng để sản phẩm chè có hương vị thơm ngon đặc trưng của riêng mình. Quy trình chế biến chè gồm các bước cơ bản sau. Bước 1, hái chè. Bước 2, phân loại chè. Bước 3, vò sấy khô. Bước 4, đóng gói các sản phẩm chè. Cô nhắc lại về các bước trong quy trình chế biến chè nhé các em. Gồm có bước 1, hái chè. Bước 2, phân loại chè. Bước 3, vò sấy khô. Bước 4, đóng gói các sản phẩm chè. Để giữ tài ghi nhớ của các em, cô mời các em thêm tên các giai đoạn trong quy trình chế biến chè được thể hiện qua các hình ảnh sau. Vậy các giai đoạn gồm có hái chè, phân loại chè, vò sấy khô, sản phẩm. Vậy các em đã đều đúng phải không nào? Sau đây, cô mời các em thư giãn bằng cách lắng nghe trích đoạn một bài hát. Các em hãy nghe và cảm nhận thông điệp được gửi đến từ bài hát là gì nhé. Xin chào, tôi là Thành Lộc. Tôi đang đứng đây giữa khu rừng mưa nhiệt đới vừa được hồi sinh. Nhưng những sự hồi sinh đơn độc này liệu có đủ để bù đắp với những gì mà ta đã mất hay không? Vì có một sự thật là chúng ta phá nhanh hơn xây rất nhiều. Cứ mỗi giây trôi qua thì thế giới của chúng ta lại mất đi một diện tích rừng bằng một sân bóng đá. Rừng giúp chúng ta thở, giúp chúng ta sống. Vậy mà mỗi ngày mỗi giờ ta rút dần đi sự sống của rừng bằng lòng tham sản vật, bằng thói xài nội thất gỗ quý. Chúng ta, con người, đã ra tay tàn ác với mẹ thiên nhiên. Và vì thế, đâu còn rừng giúp ngăn lũ về. Bởi vì từng tầng rừng đã là một vòng bảo vệ kiên cố ngăn nước tràn xuống đồng bằng. Những sân bóng ta lấy đi mỗi năm sẽ đổi bằng ngôi làng ngập nước. Một cộng đồng phải rời bỏ nơi sinh sống khi lũ về. Và thậm chí, nhiều gia đình đồng bào Việt Nam phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Và nếu đó là gia đình của các bạn sẽ nghĩ gì? Ta luôn than ôi khi ta bị mất điều hòa, khi xung quanh không còn bóng cây thì mọc lên rất nhiều nhà. Muốn dạo một vòng thành phố khi những con số làm ta ngập thở, nhưng rồi cũng phải chỉ nhận tàn khói và bụi vào giấc chiều ta. Đốn cây để có nhiều tờ lấp lánh nhiều màu trong ví, để rồi không đủ oxy để hít trong bầu không khí.
Nếu một ngày loài cây cũng có ngôn ngữ để nói, thì liệu bản án nào cho loài người khi chúng đồng loạt đứng lên và đòi công lý? Luôn miệng ghét mùi thuốc lá, nhưng tay luôn chặt đi lá phổi. Như trên sa mạc tìm nước đá, khi xung quanh ta là đá sỏi. Muốn một ngày là án mây, nhưng chẳng có phép nào hoán đổi. Cũng chẳng tìm được một tán cây, thì đôi chân ta đã quá mỏi. Muốn được thấy đất nước mình đẹp như Phần Lan, nhưng lại thấy rừng vàng biển bạc bằng tầng thang. Thiên nhiên không cần ân huệ nên ta không cần ban, nên nhớ ta chỉ là kẻ ở trọ nơi trần gian. Nên ta không cần ban, nên nhớ ta chỉ là kẻ ở trọ nơi trần gian. Được nhiều loại cây ăn quả và cây công nghiệp, nhưng không phải lúc nào các ngọn đồi ở Tokyo Bắc Bộ cũng xanh tươi. Vì sao ở vùng Tokyo Bắc Bộ lại có những nơi đất trống, đồi trọc? Lý do đó là rừng đã bị khai thác cạn kiệt do đốt phá rừng, khai thác gỗ bừa bãi. Ở Trung Du Bắc Bộ có những nơi rừng đã bị khai thác cạn kiệt, làm cho diện tích đất trống đồi trọc tăng thêm. Người dân nơi đây đã trồng rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả để che phủ đồi, ngăn cản tình trạng đất đang bị xấu đi. Vậy các em đã nhắc lại cho cô tác dụng của việc trồng rừng ở Trung Du Bắc Bộ. Trồng rừng có tác dụng đó là để che phủ đồi, ngăn cản tình trạng đất đang bị xấu đi và đất bị xói mòn. Các em vừa tìm hiểu các kiến thức về vùng Trung Du Bắc Bộ, bao gồm đặc điểm địa hình, hoạt động sản xuất của người dân và việc trồng rừng ở Trung Du Bắc Bộ. Sau đây cô có một số câu hỏi để giúp các em ôn lại kiến thức. Các em hãy cùng cô tham gia nhé. Câu hỏi thứ nhất, đặc điểm địa hình của vùng đồi ở Trung Du Bắc Bộ. A. Đỉnh nhọn, sườn dốc. B. Đỉnh tròn, sườn hoải. C. Đỉnh cao, sắc nhọn. Đáp án đúng của chúng ta là đỉnh tròn, sườn phải. Câu hỏi thứ hai, Trung Du Bắc Bộ nằm ở đâu? A. Nằm ở vùng núi. B. Nằm ở vùng đồng bằng. C. Nằm ở giữa miền núi và đồng bằng. Câu hỏi của chúng ta là C. Trung Du Bắc Bộ nằm ở giữa miền núi và đồng bằng. Câu hỏi số 3, trong các loại cây sao, cây nào không được trồng ở Trung Du Bắc Bộ? A. Cây ăn quả. B. Rau xứ lạnh. C. Cây công nghiệp. Và rau xứ lạnh. Câu số 4, loại cây nào được coi là biểu tượng của Trung Du Bắc Bộ? A. Rừng cọ, đồi chè. B. Hoa mai. C. Cây tre. Đúng là rừng cọ, đồi chè. Đáp án A. Bài hôm nay các em đã tìm hiểu về Trung Du Bắc Bộ. Trung Du Bắc Bộ là một vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.
Thế mạnh ở đây là trồng cây ăn quả và cây công nghiệp, đặc biệt là trồng chè. Đất trống, đồi trọc đang được phủ xanh bằng việc trồng rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm và trồng cây ăn quả. Các em ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô hy vọng tiết học đã mang lại cho các em nhiều kiến thức thú vị. Để tìm hiểu thêm về vùng Trung du Bắc Bộ, các em hãy đọc sách giáo khoa từ trang 79 đến trang 81 và tìm hiểu thêm trên mạng internet nhé. Chúc các em sức khỏe. Tạm biệt các em.